Vâng, hôm nay Chủ nhật, Quốc Hùng xin chào tất cả các bác cùng toàn thể tất cả anh em. Chúc tất cả anh em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì hôm nay em sẽ lên video để giới thiệu với tất cả anh em về chi tiết ruột gan của 4 con sói Crown dòng đời Margaritas 1002 và 2004 để cho anh em tham khảo và báo giá chi tiết cho anh em để anh em có nhu cầu lựa chọn cho mình những sản phẩm mà bên em về nha. Rồi đi vào sản phẩm cái đầu tiên hôm nay thì đó là một con Crown Margaritas 1002 mặt trắng về có nguyên cả quai sắt cho anh em, rất là đẹp nha, rất đẹp. Margaritas 1002 hàng rất đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đây là mặt trước của sản phẩm này. Quá đẹp nha anh em, bên em tiếu rồi cho anh em. Thì dòng này là nó chạy tụ là tụ sữa nha anh em, tụ sữa sò Mexico, sò Mexico nha. Mỗi vế của nó chạy là 12 con sò sắc Mexico và tổng con này là 24 con và đây là hai cái thân phô nó, hai thân phô. Thì cái này anh em có thể gọi là nguồn đen nha anh em, nguồn đen hoặc là nguồn vàng nhưng tùy theo cái cách gọi của anh em. Tại vì cái thực chất là cái món màng bọc bên ngoài này là màu vàng nhưng họ đổ keo thì nó thành màu đen thôi đó. Chứ thực chất là bên này nó vẫn là màu vàng nha anh em, nó vẫn màu vàng nhưng mà họ đổ keo bên này thì nó thành màu đen chứ không phải là nguồn đen nha đó. Mà nguồn đen nguồn vàng thì chỉ là lớp bọc bên ngoài thôi nha anh em, ở phía trong vẫn là cái lớp đồng đó. Nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu mà đem so sánh với nguồn đen nguồn vàng thì nó đã ảnh hưởng gì về chất âm nha. Đây là quạt gió của đấy, quạt gió rất là mới nha nè, cái tinh luôn nha. Bên này là 12 con sò Mexico. Đây là sơ 46492 nha. Bên này cũng là sơ 6492. Tất cả bao riêng riêng bán cho anh em nha. Đây là 511. Thì bên này là cũng là 511 nha anh em. 511. Tất cả là bao riêng riêng bán cho anh em nha. Đó là con Margaritas 1002. Thì con này thì bên em đang bán với giá là 14.500.000. Hàng rất là đẹp và bao giá tốt nhất trên thị trường cho anh em luôn. Những dòng sản phẩm này trên thị trường đang bán với giá là 15 triệu đến 15 triệu 500 ngàn. Bên Lâm Thành Quốc Hùng chỉ bán cho anh em giá cực kỳ là tốt, giá là 14 triệu 500 ngàn nha. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu thì nhanh tay liên hệ Quốc Hùng. Hàng cực kỳ là đẹp. Thì bên em có 3 con. Đây là Margaritas 1002. Theo anh em có thể nói này là con nguồn vàng nha. Con nguồn vàng. Thì con này thì nó chạy là 24 con sò Mexico, tụ là tụ sữa nha. Giống như nhau thôi nha anh em. Công suất của dòng này thì Margaritas 1002 là công suất tổng hai kênh là 1200W và công suất mỗi kênh là 600W trên một kênh nha. Tiếp theo ta đi đến là một con
đại khắc đến từ Ground, đó là Microtech 2004. Đó. Con này thì về thiết kế là nó chạy là tụ Philips nha nè, tụ Philips 2004 đời rất là cao, công suất lên đến là 900W trên kênh. Sò là sò vuông miệng nha, sò này là full sò vuông miệng luôn nha anh em, không phải sò Mexico nữa. Tụ Philips thì thường là đi với sò vuông miệng và tụ sữa thì nó đi với sò Mexico nha anh em. Đây anh em thấy cái hiệu vuông miệng nó sẽ khác cái hiệu Mexico nha anh em. Nhiều anh em cứ nhìn vào cái hiệu chữ sò Mexico mà cứ báo là sò vuông miệng thì nó sẽ khác nha. Đây, cái hiệu sò vuông miệng nó sẽ khác sò mũ vu nè. Đây anh em có gọi là sò mũ vu đó. Nó sẽ khác với sò là Mexico. Đó là nó chạy 24 con sò vuông miệng hết nè. Rất là đẹp nha nè, tiếng mưa rất là đẹp cho anh em. Với dòng đới Ground Microtech 2004 thì bên em đang bán với giá là 17.500.000, dám đảm bảo ship toàn quốc cho anh em nha. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em nha. Bên này là một con Microtech 1/2 nữa. Đây. Hiện tại là bên em có 3 con 1/2 và một con 2004. Để anh em làm chơi thì liên hệ với Quốc Hùng nha. Đây. Sò này cũng là sò Mexico thủ sứ nha anh em. Sẽ quay đằng sau một sản phẩm để cho anh em tham khảo về cái con Microtech 1/2 này. Đây, đây là phía sau của sản phẩm này. Make in USA nha. Đường vào của nó gồm 6 ly và 5 cái chạm ra lo là chạm lo thông thường bằng túi và mỏi chim. Rồi anh em yêu thích những sản phẩm nào thì nhanh tay liên hệ với Hùng nha. Ground Microtech 1/2 giá là 14.500, Ground 2004 với giá là 17.500.000, giá tất cả em đã bao ship toàn quốc cho anh em. Và mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với Quốc Hùng qua số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn anh em ở video sau.